Bước đầu tiên bài toán này em hãy tìm cho thầy chất hữu cơ E có K bằng bao nhiêu. K đây bằng 6. Rồi, bây giờ bạn nghe kỹ này. Bằng 6. Ở đây người ta cho đúng tỷ lệ mol em nha. Mà nó có mấy oxy? 4 oxy. 4 oxy thì nó sẽ có đó là gì? Bạn hiểu như thế này, 4 oxy thì nó có hai nhóm chất CO rồi đúng không? Hoặc là COO và COOH đúng không em? Như vậy K bằng mấy rồi? K bằng 2 thôi đúng không? Để được K bằng 6 thì lấy cái vòng Mengen để thỏa mãn K bằng 6 chưa? Được chưa bạn? Như vậy trong trường hợp này mình phỏng đoán được là thằng này có dạng là đây. Mà nó đúng tỷ lệ mol là 1:3. Như vậy đây. Vậy chúng ta nghe kỹ. Ở đây này, thằng Z này tham gia, chúng ta nghe kỹ nha. Mấu chốt ở đây là chúng ta dựa vào phần 2 và phần 3. Nó do giải thích này. Cái X này là muối này. Để tới dùng axit để tạo ra muối mới và axit mới như vậy. Z này là axit đúng không? Axit mà thực hiện phản ứng bạc duy nhất trong hóa hữu cơ chỉ có một em duy nhất, đó là axit formic. Được chưa bạn? Nghe nha. Ông chỉ có ông nội axit formic là axit duy nhất tham gia phản ứng tráng gương, còn không có thằng bất kỳ thằng nào nữa. Được chưa? Như vậy đây chúng ta sẽ dự đoán được cái thằng X của chúng ta bây giờ là gì? X của chúng ta bây giờ là HCOONa. Khi đó chúng ta sẽ tạo ra chất Z ở đây là HCOOH, được chưa bạn? T của chúng ta là NH4 hai lần CO3. Chúng ta nhớ thầy là axit formic và anhydride formic là hai chất hữu cơ khi tác dụng bởi thực hiện phản ứng đáng bạc chúng ta tạo ra các sản phẩm vô cơ. NH4 hai lần CO3 là vô cơ, thằng này vô cơ, này vô cơ. Như vậy chúng ta đã tìm ra nhanh gọn nhẹ được chưa? X, Z và T rồi. Bây giờ chúng ta đã biết được hết rồi thì chúng ta đã biết chính xác nó anh ấy tạo ra 2x đúng không em? Như vậy cái thằng E chúng ta bây giờ sẽ có dạng này. Bị đi không thoát được anh đâu. Đây. Được cho bạn ơi. Tới đây bạn đã hiểu chưa? Như vậy như mình đã phỏng đoán các bạn là ở đây nó sẽ có gì? Có dạng OC6 đúng không em? Mà nếu như thế này thì nó cảm giác gì đó nó sẽ sai vậy ta. Rồi mà Y mà tác dụng được với HCl để tạo ra F. Như vậy Y này phải là gì? Y này phải là gì em ơi? Từ từ nha. Y này phải là gì nhỉ? Chưa được, chưa được, chưa được, chưa được, chưa đúng, chưa đúng. Y này phải là muối nữa. Muối tác dụng axit để tạo muối mới và axit mới như vậy. Ở đây đúng tỷ lệ mol. Nó đau đầu ở chỗ đó. Được chưa nhỉ? Rồi từ từ nha. Bây giờ mình nói lại cho bạn ở chỗ này nha. Chúng ta nghe kỹ này, dựa vào phần 2 thì chúng ta biết được X của chúng ta là muối, Z chúng ta là axit. Mà axit mà thực hiện phản ứng tráng gương duy nhất trong hóa hữu cơ thì chỉ có thể là axit formic. Được chưa? Thì sẽ ra T là NH4 hai lần CO3. Chúng ta có phát biểu liên quan tới T đây. T là hợp chất hữu cơ. Sai, nó là hợp chất vô cơ. Bây giờ chúng ta có không có liên quan gì tới X hết. Chất E và chất X đều thực hiện phản ứng tráng bạc. Chất X tráng bạc rồi. Chất E tráng bạc không em ơi? E chưa tìm được. Ok, hiểu rồi. Và chúng ta có dấu hiệu thằng này tạo ra gì em ơi? Thằng này nó tạo ra nước đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng, nó tạo ra nước chưa? Rồi. Như vậy ở đây mình sẽ phỏng đoán nó là có dạng là HCO này. Nếu mà nó là hai thằng HCO á thì nó mới tạo thành HCONa đúng không em? Mà hợp lý mà ta. C6H4 CH3 thỏa mãn chưa?
C6H3, CH3 thỏa mãn cho em ơi. Cái đó nó tạo thành HCOH, nhưng thằng kia là gì? C6H3, CH3OHOH thì nó sẽ tạo thành ONA. Không đúng, tỷ lệ mol 1:3. Vẫn chua ở chỗ này. Mà cho kè cái hình dáng này á, thì nó bị dính mất rồi. Dính chỗ nào em ơi? Hiểu ngay. Chúng ta thể bẻ cái đổi đổi đây này. Đưa thằng CF3 vô đây được không? Được mà. Ok, mình nghĩ ngay đâu các bạn ơi. Mình đúng là làm thầy giáo được các bạn. C6H4 này đúng không bạn? Đúng không? Thì thằng dưới này còn là CH2 đúng chưa bạn? Bạn nghĩ được không? Thử chứ. Đó, tôi dự đoán là tương lai tôi sẽ làm thầy giáo. Ok. Như vậy á, cái đó chúng ta tạo thành chất X đây. Phần còn lại là chất Y. Chất E này. Thầy chất này được không? COO, COO, 2 NaOH. OC6, 1 NaOH nữa 3 NaOH. Thỏa mãn chưa? Được chưa? OC6 tạo ra nước này. Được chưa? Như vậy ở đây mình sẽ dự đoán được chất Y. C6H4 phải thông minh ra một tí em ơi. Còn muốn thông minh thì kiếm con nào tên Thông hay là thằng nào tên mình á, giờ đó mà thông. Được chưa? Được chưa em nhỉ? Rồi, xong rồi đó. Chúng ta coi thử nha, chất Y này tác dụng HCl thì Na cái hợp vực clo để tạo thành HCl. Như vậy khi đó nó tạo ra chất F ở đây là C6H4OH CH2OH đó, hoàn toàn chính xác bạn em. Và người ta nói như thế này, A này chắc E có 3 công thức cấu tạo phù hợp, theo bạn có đúng không? Bữa trước ta dạy các bạn là gì? Cái góc C6H4 thì có bao nhiêu đồng phân? Thằng này phải có 3 vị trí không? Octo, meta và para đúng không? C6H5 là một đồng phân, C6H4 là ba đồng phân. Như vậy thằng này là đúng. C, E và X đều trắng bạc. E trắng bạc đúng rồi, X trắng bạc đúng luôn, vì nó có dạng chó. Bây giờ đầu chó và đuôi chó đó. D, Y tác dụng được với CO2, được em nhé. Tại sao tác dụng được với CO2? Thì vì nó là một phenol, phenol là một axit yếu. Thì giải thích cho bạn cái ý D này. D đúng này. Lõ gì là lý do như sau này. Đây em đi tác dụng với CO2 và H2O để tạo ra C6H4OH CH2OH cộng cho NaHCO3, vì CO2 dư cho CO2 dư luôn. E, chất F là chất hữu cơ đa chất. Đúng rồi. Chúng ta nghe kỹ này. Tuy có hai OH nhưng mà một thằng á, OH này là OH gắn trực tiếp với vòng benzen. Như vậy OH màu đỏ là OH phenol. Còn OH dưới này khiêm tốn hơn, không gắn vào vòng mà gen gắn carbonyl, nó là ancol. Như vậy nó là tạp chất em nhé. Mà ở đây người ta kêu là gì? Đức cha. Đức cha là đa chất, sai đúng không? Đây phải là tạp chất thì mới đúng. Đây chúng ta kiểm tra lại cho thầy coi. Trong này hồi nãy giờ mình làm thì mình phỏng đoán được đó là A này, C này và D này là ba phát biểu đúng. Chúng ta chọn có đúng là câu B này.